Hòn Bà là một hòn đảo nhỏ nằm ở bãi biển sâu thành phố Vũng Tàu, cách mũi Ninh Phong khoảng 200m với diện tích khoảng 5.000m2. Trên đảo có một ngôi miếu nhỏ là miếu Hòn Bà, nơi thờ cúng bà Thủy Long thần nữ, rất linh thiêng, được người dân địa phương thường xuyên tới thờ cúng cầu cho những chuyến biển thuận buồm xuôi gió. Mỗi năm miếu Hòn Bà tổ chức cúng lễ dự theo con nước gồm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng 10 âm lịch. Riêng trong tháng Giêng, tháng hành hương lễ chùa đầu năm, người dân địa phương và du khách thập phương đến viếng miếu đông nhất. Để ra miếu Hòn Bà, du khách có thể lựa chọn đi ghe, tàu khi nước nổi hoặc khi thủy triều rút có thể đi mon men theo con đường nhỏ kéo dài tới đất liền nối ra đảo. Lịch để đi theo con đường nhỏ ra Hòn Bà khác nhau theo từng tháng, nhưng trong hai ngày 14 đến ngày 15 và mùng 1 âm lịch hàng tháng, thủy triều rút sâu hơn, con đường độc đạo hiện rõ hơn. Do con đường này tạo nên từ những hòn đá xếp chồng lên nhau, thường ngày ngập sâu dưới mặt nước khoảng 2m, có rất nhiều hàu, tạo nên cảnh sắc nhọn. Du khách di chuyển qua đây cần cẩn thận để tránh hàu cứa vào chân hoặc té ngã. Tới viếng miếu Hòn Bà, du khách sẽ cảm nhận được tiếng sóng biển vỗ từng đàn chim bay về thi nhau hót, tiếng tụng kinh bình yên trong từng miếu. Du khách tới miếu Hòn Bà cũng cần phải để ý giờ để quay lại bờ, bởi chỉ sau vài giờ, khi thủy triều dâng lên, con đường rẽ đôi biển sẽ biến mất, thay vào đó là từng lớp nước trong xanh, phủ che như chưa từng xuất hiện con đường đó. Thank you.
Đau lòng ghê chứ. Ủa bạn anh Tân.